kiện như bạn được. Bạn có nhu cầu sử dụng từ cái thẻ ATM, cái nhu cầu sử dụng của bạn thì bạn một mình bạn thôi, bạn không bắt toàn dân phải sử dụng tất cả ATM như bạn được, mặc dù người ta không có nhu cầu. Bạn bắt một, ở Việt Nam thì bạn bắt số đông đi theo một người, nhưng ở bạn không nhìn thấy ở La Uy nó bắt một người đi theo cái cộng đồng số đông. Đấy là cái điểm khác biệt. Ở Việt Nam cái đại đa số người ta khi cái quá trình phát triển của xã hội thì cái việc dùng tiền mặt nó vẫn còn đang nó đang chuyển đổi từ việc dùng tiền mặt sang dùng thẻ ATM. Mà tôi cũng nói cho bạn biết này, cái dùng thẻ ATM đấy nó không phải là nhà nước có chính sách được, mà nó xuất phát từ ngân hàng, xuất phát từ những cái nơi cung cấp cái dịch vụ. Bạn phải lên nhớ một điều rằng cái công ty đấy mà nó đặt cái mà cái gọi là cái cục thanh toán ở trong các cái nhà hàng đó là nó đều lấy phí cả. Tôi không phải là dư luận viên ba củ bạn xuyên tạc vừa phải thôi. Tôi hiện đang ở nước ngoài, tôi đi ra nước ngoài 13 năm rồi, tuổi hơn tôi cũng hơn bạn. Bạn tưởng bạn nhìn thấy một cái đất nước Na Uy 1-2 năm mà bạn cứ ngồi bạn dạy dỗ tất cả người Việt Nam trong nước à? Tôi nói cho bạn biết, tuổi bạn còn nhỏ hơn tôi, ăn học bạn không bằng tôi đi ra nước ngoài nhiều hơn bạn, cái mà tôi nhìn thấy còn rộng hơn bạn. Bạn nói ngay, kể cả tôi nói cho bạn biết, bạn bảo là nước Na Uy gì, bạn bạn chê tại sao Việt Nam chụp hình hoa hậu, chụp hình á hậu bán dâm mà không chụp hình thằng mua dâm gì? Bạn biết nó bán bao nhiêu thằng rồi không? Giờ đi tìm tất cả những thằng đấy về chụp hình à? Hả? Thì đấy, không ý lý thì Dương nó là chụp cái thằng cuối cùng. Thế thì cũng chỉ bắt được thằng cuối cùng, chứ có bao nhiêu thằng kia thoát tội thì công bằng ở đâu? Đấy là cái đạo lý mà sư thì có thể chạy được, nhưng mà cái chùa không chạy nổi, nó nằm ở chỗ đó. Cái nơi mà nó bán dâm, cái xuất phát điểm của bán dâm là cái người phụ nữ bán dâm ấy, cái thằng nào gọi là trai bao, chứ không phải nằm ở cái người mua. Người mua nó biết bao nhiêu mà chụp. Hả? Tôi nói đơn giản như bây giờ tôi tìm xem là bạn đã bao nhiêu bạn trai, tôi còn không biết này, là bạn có bao nhiêu rồi này. Mở miệng lên là gọi là dư luận viên ba củ. Bạn tuổi gì so với tôi? Về từ tuổi tác này, tuổi đi ra nước ngoài này, tuổi hoạt động sử dụng các cái đồ công nghệ này, bạn tuổi gì? Còn tôi nói cho bạn biết này, cái văn hóa hay gì ấy, bác Cầm là người rất là lớn tuổi, bác đã chiến đấu vì cái Việt Nam Cộng Hòa rồi, bạn cũng nghi ngờ đó là cộng sản năm vùng. Bạn có cái tư chất gì mà gọi là cộng sản năm vùng? Còn cái ngôn ngữ đấy không thể hiện được là ông ấy làm ở đâu. Có thể là do tiếp xúc với người Bắc Kỳ hay là tiếp xúc với nọ kia, cái ngôn ngữ nó có thể thay đổi. Nhưng mà bạn lấy dựa vào đâu mà bạn bảo là có thể là thế này thì có thể là thế kia? Cái Việt Nam Cộng Hòa mà bạn tôn thờ đấy, bạn đã bao giờ phục vụ dưới nó cho một ngày hai ngày chưa? Hả? Bạn đã biết Việt Nam Cộng Hòa thế nào chưa, bạn bảo vệ? Trong khi cái đất nước, cái cộng sản này nó nuôi bạn đến ngày hôm nay để cho bạn đi được ra nước ngoài, thì bạn lại phỉ báng. Tôi hỏi bạn, văn hóa của bạn ở chỗ nào? Bạn sang nhà người ta mà bạn thấy nhà người ta giàu là bạn quay lại bạn chửi đất nước. Lương tâm bạn ở chỗ đâu? Hả? Tôi xem mấy live stream của bạn rồi, bạn so sánh, sự so sánh rất khập khiễng bằng cái tầm nhìn ngược. Bạn chỉ thấy là người ta làm được như thế nhưng bạn không hiểu được vì sao. Ủa bên Hàn Quốc anh thì mua dâm, ví dụ em mua bển mua dâm có bị bắt không anh? Bên này trước đây đấy là nó có những phố gái nó gọi là hợp pháp, em hiểu không? À, qua đến bây giờ nó dẹp rồi, nó dẹp. Đúng. Nhưng mà đằng sau nó vẫn còn, tức là trong luật pháp thì là nó không cho phép những cái phố gái dừng thế, nhưng mà đằng sau đấy thì bằng cái cách nào đó nó vẫn cứ hoạt động và tồn tại. Đúng rồi. Chứ đấy, cho nên cái chuyện giờ mà ví dụ chuyện như em đâu biết đâu, em đi du lịch thôi, em đi du lịch thì nhiều khi mình xa, mình gọi là mình thiếu thốn này nọ đó, thì mình chơi cho biết vậy đó. Nói cho Duy biết này, anh đã cũng từng gọi là đi thử rồi, em hiểu không? Không phải thử mà nhiều ấy. Có những hôm mà rượu te te ngày xưa còn trẻ, rượu te te vào phục vụ không tốt, quát cho bỏ mẹ, thế là nó thấy mình to tiếng, bảo để tao gọi cảnh sát, bảo mày gọi đi xem nó bắt ai. Nó có sợ, nó có dám gọi đâu, lại phải đổi đảo. Đổi đảo.
nên tao lõi cho con Thủy Dương biết đấy, mày chả cái tuổi gì cả mà mày cứ động tí mày khoe cái La Uy, mày rút cái La Uy ra mày để đè cái Việt Nam tao cả. Đến thằng bố Mỹ mày vào đây tao còn đè lại chứ nói đến cái thằng La Uy. Anh em cho nó dễ thương, anh La Uy, La Uy này anh... Không phải, bởi vì sao? Bởi vì là có những cái điều, những cái kiến thức của cô ta nó quá ngượng ngạo. Cô ta chỉ nhìn thấy một thứ mà nó không nhìn thấy tất cả. Vì anh nói đơn giản như này nhá, anh phân tích này. Cô ta nói là tất cả những người Việt Nam đi sang Na Uy đều được gọi là nhà nước chính phủ đào tạo lại đúng không? Rồi. Tức là gì đấy, là cái người ta đào tạo cái số nhỏ để bắt kịp với số đông đúng không? Để thích ứng với môi trường của Na Uy, ở ý anh là vậy đúng không? Thế còn bây giờ nó bắt cả một cái môi trường, cả một Việt Nam từ già đến trẻ, từ lớn đến bé, ai cũng phải đòi là phải sử dụng email, phải sử dụng thẻ ATM đúng không? Thì em nói rồi, cái đó nếu không làm được thì nó bỏ chửi em mà xiên. Thì em có phải là như thế nào, nó bắt cả một cái cộng đồng số đông đi theo một những cái người gọi tiến bộ rồi này, đi trước không? Mà anh nói là cái máy thanh toán thẻ đấy, nó là thường là những cái công ty hoặc là những cái ngân hàng nó đến nó đặt cho cửa hàng đúng không? Nó phụ thuộc vào cái nhu cầu sử dụng thẻ Việt Nam bây giờ nhu cầu nhiều chưa, có số lượng dùng nhiều chưa, thì nó đến nó đặt và nó thu cái là gì, thu cái phần trăm từ cái số tiền thanh toán đó. Thì việc cái quán ở Việt Nam hoặc các cái nhà hàng Việt Nam nó còn chưa muốn đặt cái điều đó. Ngay Việt Nam bây giờ... Hồi nãy em nói cái đó là cung cầu rồi. Hồi nãy em đấy nói là cái nhu cầu cung cầu đó, là cung không cầu hề thôi. Liên quan gì đến chính phủ. Có chính phủ vừa rồi đấy, nó bắt các cái bot, các bot giao thông đấy, nó phải thanh toán bằng cái đấy tự động. Nhưng mà ngay những cái bot đó họ cũng chưa chấp nhận mà. Vì họ bảo bây giờ tự nhiên tôi mất đi làm sao 10% trong cái số tiền mà tôi thu được. Em mỗi lần quẹt thẻ em mất 3% nè. Đường, bình thường ra ở bên nước em ngoài quẹt là em mất 3% á, nó quẹt 100.000 em lãnh được. Bình thường ở bên nước ngoài do người sử dụng thẻ nó rất là nhiều cho nên là quẹt thẻ vẫn số tiền đó, mà cái số tiền đó là cái chủ cửa hàng nó phải chịu trách nhiệm trả. Em hiểu? Chủ cửa hàng nó bị lỗ á. Chủ cửa hàng bị lỗ. Tức là người ta, người Việt Nam hoặc người dùng hoặc người sử dụng cái dịch vụ đó họ không mất, không muốn mất cái phí đó. Chẳng nhẽ chính phủ bắt ra đè ra để bắt người ta sử dụng à? Đây là cái tầm nhìn gì, tầm nhìn nó quá là còn kém, nó quá lon vì mới đi ra nước ngoài 2 năm thôi, chưa làm ở nước ngoài nhiều nên chưa hiểu được cái sự quý giá cuộc sống Việt Nam, cái sự đẹp. Bao giờ bạn ở với đất nước La Uy đấy tầm 10 năm đó, bạn sẽ nhìn thấy cái cuộc sống ở Việt Nam nó đẹp hơn. Chứ còn nếu mà mới chỉ 1-2 năm thôi, vẫn còn nhiều cái ngáo ngơ lắm, vẫn còn nhiều cái mà mình ngẩng lên trên trời mình tưởng là mình đã biết hết rồi. Anh nói cho em biết này, mới đầu sang Hàn Quốc anh thấy nó cuộc sống Hàn Quốc cũng được đó, thấy ví dụ đi làm mình vô lo vô nghĩ đấy, hiểu chưa? Nhưng mà sau này khi mình sống ở bên này đấy tầm khoảng mấy năm đấy, mình mới cảm thấy mình thèm cái cuộc sống Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản mình là con người Việt Nam. Cái văn hóa, cái tập tục, cái lời chôn rau cắt rốn, cái hơi thở của mình là ở Việt Nam. Không một nơi nào có thể đánh đổi được. Còn tất cả những cái kẻ mà sang chỉ vì đồng tiền hay là vì cái cuộc sống, cái nhu cầu bên đó mà quay lại chửi Việt Nam đó, hoặc là quay lại phê phán chính phủ đấy, thì đều là những cái kẻ mù mờ ấy. Nói ra đây thì bảo anh bảo vệ đảng, bảo vệ chính phủ một cách mù mờ. Những cái gì của nước ngoài tốt mình sẽ phải học đúng không? Nhưng mình học mình còn phải tùy thuộc vào cái vị trí của mình. Không phải như anh mà bây giờ cũng thấy em tập gym mới lại đi uống Olive là gọi là xong lại kiếm được nhiều tiền, mà anh học theo em là anh cũng đi tập gym đi uống Olive xong ấy. Thì chỉ có 3 ngày sau anh chết đói. Em công nhận đồng ý với anh điều đó không? Chứ không đến nổi anh làm gì anh tập gym mà chết đói anh. Thế bây giờ suốt ngày chỉ ăn tập gym lên live stream mới lại nói chả biết em làm gì, chỉ nhìn thấy những cái thứ gì mà em đang thể hiện trước mặt anh, xong anh học theo. Thế là thì anh sống bằng cái gì? Cái vấn đề là anh phải biết anh nhìn em, anh học ở cái gì và anh có cái gì để anh vận dụng vào. Rồi, đúng rồi. Cái đấy mới là cái quan trọng, cái đấy mới là cái suy nghĩ. Chứ còn đừng có lấy là La Uy thế này thì Việt Nam cũng phải thế này. Cái đấy là cái sự ngu dốt của cái người áp dụng, cái người mà bắt người ta học. Còn lên trên diễn đàn ấy, anh nói cho em biết ấy, vừa nãy em trẻ, Thùy Dưỡng trẻ, người nói phải có người nghe, phân tích phải cả hai bên cùng hiểu cái ý của nhau. Đằng này hai người mà cứ nói tràn lên ai ý người đó, làm cho người nghe dưới hơn 200 người có phải ít đâu. Có chút mà, có chừng tràn tiếng chừng phút mà.
Thì đó có nghĩa là gì? Phải biết lắng nghe. Còn bây giờ nói cho Thùy Dương biết này, Thùy Dương cứ nghĩ là ở nước ngoài họ trồng cây họ không phun thuốc à? À, chó gọi là bình thường ra nước ngoài không phun thuốc à? Nước Lào nó cũng phun thuốc hết, Việt Nam cũng phun thuốc. Khi nào bạn nhìn thấy trên cái chai thuốc ở Việt Nam nó không ghi chữ là sau khi sử dụng bao nhiêu ngày thì mới được dùng, không có cái từ cảnh báo giống như là cái dioxin đó, thì bạn đang chửi là ở Việt Nam nó kém. Dioxin nữa à? Chứ còn tất cả nó cảnh báo rồi, còn làm sai đấy là do người dân, không có liên quan đến chính phủ. Chính phủ sẽ bắt được tất cả những ai mà làm trái pháp luật. Chứ đừng cái gì cũng đổ ra chính phủ. Tôi đã nghe rất nhiều live stream của bạn, bạn là người rất là tiêu cực. Bạn nhìn Na Uy cái gì bạn cũng muốn Việt Nam phải thành Na Uy ngay. Giá mà Việt Nam đi ăn cướp của các nước Lào mà bây giờ vẫn còn như thế này đấy thì bạn mắng cũng được, nhưng mà Việt Nam cũng được đi ăn cướp nước nào đâu. Thế thôi đấy, anh xuống để cho bác cầm, bác lên chắc là bác bây giờ ức chế lắm rồi đấy. Rồi, còn nhiều vấn đề thông não được cô này thì còn nhiều đó. Na Uy nhẹ tay thôi mà, đừng bao giờ đánh phụ nữ dù chỉ là một cành hoa.